Kinh văn. Nhữ đẳng hữu học vị tạng luân hồi, phát tâm trí thành thú hướng A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, bất trì thử chú nhi tọa đạo tràng, linh kỳ thân tâm viễn trừ ma sự, vô hữu thị xứ. Việt dịch. Hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, phát lòng trí thành tu chứng quả A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, nếu không chỉ chú này mà ngồi vào đạo tràng, mong muốn cho thân tâm xả rời được các ma sự thì không thể được. Giảng giải, hàng hữu học các ông chưa dứt được luân hồi, vẫn bị vây hãm trong sáu nẻo luân hồi sanh tử, và phát lòng trí thành tu chứng quả A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề. Ông muốn đạt được quả vị A Nậu Đà La Tam Hiệu Tam Bồ Đề, nhưng nếu không chỉ chú này mà ngồi vào đạo tràng mong muốn cho thân tâm xa rời được các ma sự thì không thể được. Như ông muốn được thành A-La-Hán hoặc muốn ngồi vào đạo tràng để thành Phật, thân tâm xa lìa ma sự nhiễu loạn mà không chỉ thần chú này thì không thể được. Kinh văn. A Nan, nhược trừ thế giới tùy sở quốc độ, sở hữu chúng sanh tùy quốc sở sanh, hòa bì bốn diệp chỉ tố bạch điệp, thư tả thử chú chữ ư hương nàng, thị nhân tâm hồn vị năng tụng ức, hoặc đái thần thượng hoặc thư trạch trung, đường tri thị nhân tận kỳ danh niên, nhất thiết chư độc sở bất năng hại. Việt dịch. A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh tùy cõi nước mình sinh ra, như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tăm từng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Giảng giải. Đây là luận về chức năng của chú. A Nan, nếu trong các thế giới có các chúng sanh chỉ chung cho các chúng sanh trong cõi này và tất cả các thế giới khác, tùy cõi nước mình sinh ra, có thể đó là nước Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Trung Quốc, Ấn Độ, Thái, Miến Điện, Tích Lan, hoặc một khu vực nào khác, họ có thể viết trên các loại như vỏ cây hoa, lá cây bối, hoặc như giấy trắng, thảm trắng, dùng để biên chép chú này. Vật dùng để viết không phải là vấn đề quan trọng, và người ta có thể viết một cách cẩn thận, kính cẩn, hoặc viết tháo cho nhanh, sau đó đựng trong túi thơm, nếu người đó tối tăm từng chưa nhớ được, nhưng hoặc đeo trên người hoặc viết trong nhà ở, thì nên biết là người ấy trọn đời tất cả các thứ độc không thể hại được. Nếu người đó không có trí nhớ tốt hoặc đầu óc mơ hồ không tụng chú được thuận lợi, họ có thể viết chú cho vào túi nhỏ đeo bên người hoặc treo trên tường nhà. Làm được vậy, người đó suốt đời không bị độc hại. Kinh văn. A Nan, ngã kim vị nhữ cánh thuyết thử chú cứu hộ thế gian đắc đại vô úy thành tiệu chúng sanh xuất thế gian trí. Việt dịch. A Nan, này ta vì ông tiên lại chú này cứu giúp trong thế gian được đại vô úy thành tiệu trí xuất thế gian cho chúng sanh. Giảng giải. A Nan, này ta vì ông tuyên lại chú này, tức là chú Lăng Nghiêm, cứu giúp trong thế gian được đại vô úy thành tự trí xuất thế gian cho chúng sanh, thực hiện trọn vẹn những mong muốn của các chúng sanh, nhưng quan trọng nhất là giúp mọi người được thành tựu trí xuất thế gian. Kinh văn. Nhược ngã diệt hậu mà thế chúng sanh, hữu năng tự tụng, nhược giáo thả tụng, đường trì như thị tụng trì chúng sanh, hỏa bất năng thiêu, thủy bất năng nhược, đại độc tiểu độc sở bất năng hại. Việt dịch. Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp có người tự mình biết tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh chỉ tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được, nước không đắm được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. Giảng giải. Nếu như sau khi ta diệt độ rồi, chúng sanh trong đời mạt pháp, kể cả mọi người chúng ta nơi đây, có người tự mình biết tụng hoặc dạy người khác tụng chú này, nên biết những chúng sanh chỉ tụng như vậy, lửa sẽ không đốt được. Người đó có thể tụng chú theo trí nhớ hoặc chỉ dạy cho người khác cũng theo trí nhớ. Người tụng chú theo trí nhớ hoặc đọc theo ghi chép, người đó sẽ không bị nạn lửa thiêu đốt và nước không đắm được, các độc lớn độc nhỏ đều không hại được. Kinh văn. Như thị nãi trí, long thiên quỷ thần, tinh kỳ ma mị, sở hữu ác chú, dài bất năng trước, tầm đắc tránh thọ, nhất thiết chú chớ, yểm cổ độc dược, kim độc ngân độc, thảo mộc trùng xà, vạn vật độc khí, nhập thử nhân khẩu, thành cam lộ vị. Việt dịch.
Như vậy cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị có những chú giữ đều chẳng làm gì được. Tâm người ấy được chính thụ tất cả mọi chú chớ yểm cổ thuốc độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn và miệng người ấy đều thành vị cảm lộ. Giảng giải. Như vậy cho đến các hàng thiên long quỷ thần tinh kỳ ma mị có những chú giữ đều chẳng làm gì được. Tất cả mọi loài ma quỷ đều dùng chú chớ. Có năm loại chú mà tôi đã nói qua, đó là Chơ Tua Nhi Ơ Cha La Mi Li Chư Vua Li Tan La Ye Ninh Chia Li, biểu hiện cho năm phương, năm bộ và năm vị Phật. Đấy là ngũ đại tâm chú, quý vị không nên xem thường. Tâm chú ấy là của chư Phật trong năm phương. Nó có công năng hủy diệt mọi chú chớ của các loài ma quỷ. Tâm người ấy được chính thụ. Khi quý vị tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ được chánh định tất cả mọi chú chớ, mọi chú thuật của thiên ma và quyến thuộc đều không thể gây hại cho quý vị. Yếm cổ, đây là một loại phù chú ở khu vực Đông Nam Trung Quốc hoặc Đông Nam Châu Á như Miến Điện, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia và các nơi khác. Phù chú sử dụng gọi là cổ, làm cho mê hoặc đờ đẫn, căn bản là chú thuật. Nếu quý vị ăn phải loài độc đó, quý vị hoàn toàn không lệ thuộc họ, phải làm những gì họ sai khiến, nếu chống lại chỉ có nước chết. Ở Australia, trong các vùng núi có tôn giáo đã dùng chú thuật thu nhỏ đầu người cỡ quả trứng và họ trưng bày như biểu hiện uy lực của phù thủy vậy. Trong thế giới mênh mông này có rất nhiều sự việc siêu nhiên. Quý vị đừng cho rằng mình không thấy thì dứt khoát không tin là nó có thực. Nếu ai đó không tin thì thực là ngu ngốc. Tại sao tôi lại nói vậy? Có nhiều sự việc quý vị không bao giờ nhìn thấy được. Còn như muốn tìm hiểu, chứng kiến tận mắt rồi mới tin thì e là đến cuối đời mình cũng không biết được. Trước khi nước Mỹ tìm thấy, đã có người biết khu vực ấy là hiện hữu. Nhưng nếu quý vị gặp ai đó và cố gắng giải thích rằng có một lục địa khác, cũng có núi, có sông, có cư dân thì chắc chắn họ sẽ không tin. Thế nhưng cho dù họ có không tin, từ xứ sở Mỹ vẫn hiện hữu ở nơi xa xôi kia. Cũng vậy, quý vị không tin vào những chuyện lạ vì cho là vô lý. Nhưng thực sự không phải vậy. Chúng ta thường phủ nhận những gì mình không chứng kiến, căn bản là vì quý vị không nhận thức rõ về sự thực thế giới này. Một người bị yếm cổ trù dập thì khó lòng thoát khỏi, còn như chống lại ắt sẽ chết. Sự độc hại của yếm cổ cùng với thuốc độc, kim độc, ngân độc, những độc khí vạn vật như cỏ, cây, sâu, rắn vào miệng người ấy, tức những người tụng chú Lăng Nghiêm, sẽ đều thành vị cảm lộ. Nếu quý vị đề nghị tôi muốn thử nghiệm điều ấy, quý vị vẫn chưa thực sự tụng chú Lăng Nghiêm. Khi nào quý vị bắt tay thực hiện và thấy có hiệu quả kỳ diệu, khi ấy chúng ta có thể thử nghiệm được, còn như chưa đạt đến độ ấy thì không nên. Kinh văn. Nhất thiết ác tình tịnh trừ quỷ thần, ác độc tâm nhân ư như thị nhân, bất năng khởi ác tần na dạ ca, trừ ác quỷ vương, tịnh kỳ quyến thuộc, gia lĩnh thâm ân, thường gia thủ hộ, việt dịch. Tất cả ác tình cùng với các quỷ thần lòng giữ hại người, đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Tần na dạ ca và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Giảng giải, đã chưa có nói về các loại độc khí vào miệng người chỉ tụng chú Lăng Nghiêm thì nó thành vị cam lồ. Căn bản là những loại độc đó đã biến đổi vị. Sự biến đổi ấy là do người chỉ tụng chú Lăng Nghiêm. Tất cả ác tinh liên hệ với nhiều sao dữ như chư đầu và bạch hổ tinh hoặc sao tương tị rất xấu, có thể gây chết người. Nhưng các loại sao ấy không thể gây hại. Cùng với các quỷ thần lòng giữ hại người, có người nói họ không tin có quỷ, họ không thấy nên không tin. Nếu nhìn thấy họ không thể không tin, cho dù có không muốn tin cũng phải tin thôi. Lòng giữ là một loại thuốc độc rất nguy hại, nhưng nó có ngấm vào tim một người chỉ chú Lăng Nghiêm cũng sẽ chẳng gây hại gì, cho nên đối với người ấy cũng không thể khởi lên niệm ác. Sự độc hại trong tim người đó đã được chuyển hóa. Tần Na Dạ Ca được nói đến trong phần Bồ Đề Đạo Tràng, đây là vị quỷ thần thường hiện thân mình người đầu heo hoặc đầu voi, trông rất dữ dằn xấu xí. Và các quỷ vương khác cùng với quyến thuộc đều nhận lấy ân sâu, thường giữ gìn ủng hộ. Các quỷ vương và thần hộ pháp thấm nhuần lòng từ sâu xa của Phật trong quá khứ nên thảy đều ra sức gìn giữ, bảo hộ người tụng chú Lăng Nghiêm này. Ha ha ha,
三摩地娑诃。